các bạn cứ đến đi rồi coi như là cái lúc anh đi thì tí nếu mà bạn định ok thì tôi sẽ liên hệ tí trong vòng vòng sau nha. Tại vì mình đầu tiên là cái mặt số 1 nha. Cái mặt đầu tiên mình đứng mình cấu nguyện là mặt số 1 nè, đẩy lên, đẩy lên, đẩy lên. Đẩy lên, đẩy lên. Đẩy lên. Được, 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 xong, được, để chút xíu rút dây dễ dễ nha. Thì á, mỗi một mặt mình cấu nguyện xong mình rút ra một cái dòng hoa nhỏ mình đặt lên, đặt bên trái bên phải gì cũng được. Mình quan trọng mình đứng ngay đúng ngay gương mặt của ngài nha. Còn cái này mình đặt lên sao cả. Còn cái nhang mình đặt lên cũng được sao cả. Nhưng mà cái nến nè, cái nến mình đặt đúng cho mềm nha. Nói chung không sao hết, nó có tình tạng xíu không sao, nhưng mà quan trọng mình đứng với chồng mình. Đầu tiên là số 1, là công danh sự nghiệp, thứ hai là tình cảm gia đạo, thứ ba là tiền tài danh vọng, thứ tư là sức khỏe bình an. Mình đang mong cầu điều kiện nhất đặt ngay đến cái mặt đó là em nha. Ok, vậy thôi nha. Phải nhớ giùm em, điều này là một xíu nó vô thằng đó ngồi trong lòng đường này nên đi lên tiền lắm. Nên đây không có được nói, không được chỉ rõ luôn nha. Mình cần tâm niệm của mình. Rồi mình sẽ thấy có những cái cô gái mà người ta muốn đó, những người đó người ta cầu nguyện được rồi, ta quay trở lại tất cả anh em.